Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai. Chương trình gồm những nội dung chính sau. Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2018, đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội do đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở, làm trưởng đoàn đã trực tiếp về huyện Quốc Oai để nắm bắt tình hình và kiểm tra công tác phòng chống dịch sau ngập úng. Tiếp đoàn về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện. Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo huyện Quốc Oai báo cáo nhanh về tình hình ngập úng và công tác phòng chống dịch bệnh sau ngập úng trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá cao công tác phòng chống bão lụt và công tác phòng chống dịch bệnh sau ngập úng của huyện. Đồng thời yêu cầu huyện Quốc Oai cần tiếp tục tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng chống một số bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ như các bệnh về da, mắt, đường tiêu hóa, tai nạn thương tích như điện giật, đuối nước, các biện pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, chủ động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thu gom rác thải sinh hoạt và tiêu hủy đúng quy định, không để gây ô nhiễm môi trường gây ra dịch bệnh. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cử cán bộ trình độ chuyên môn hỗ trợ huyện Quốc Oai giám sát dịch bệnh, xử lý môi trường khi nước rút và dự trù hóa chất, trang thiết bị y tế đáp ứng việc vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện. Tiếp đó, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại xóm Bến Vôi, xã Cần Hữu. Tại đây, đa số các hộ gia đình đã được cán bộ y tế tư vấn các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ, đảm bảo nguồn nước ăn sinh hoạt, thu gom rác thải và xử lý theo quy định, được cán bộ y tế cấp phát thuốc điều trị các bệnh về mắt, da miễn phí để chủ động bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh. Do vậy, đến thời điểm này trên địa bàn thôn không có dịch bệnh bùng phát. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018, đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội đã về làm việc với huyện Quốc Oai để triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nhãn chín muộn Đại Thành. Hiện nay trên địa bàn xã Đại Thành có diện tích trồng nhãn đang cho thu hoạch là 115 ha. Xã vẫn đang tiếp tục trồng mới diện tích nhãn chín muộn. Đây là mô hình trồng nhãn có sự liên kết với các doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018, nhãn chín muộn Đại Thành được đánh giá là năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Dự kiến đạt 2.500 đến 3.000 tấn, giá trị thu nhập khoảng 60 tỷ đồng. Ngoài thu nhập từ nhãn chín muộn, năm 2018, xã Đại Thành cho thu nhập từ mật ong hoa nhãn trị giá hơn 7 tỷ đồng. Nhãn chín muộn xã Đại Thành đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn chín muộn Đại Thành Quốc Oai. Sản phẩm nhãn chín muộn đã được xuất khẩu sang thị trường Malaysia hơn 5 tấn quả tươi và cung cấp cho thị trường thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận mỗi năm hàng nghìn tấn nhãn. Để góp phần đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ nhãn chín muộn Đại Thành, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nhãn chín muộn Đại Thành, dự kiến sẽ tổ chức vào các ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2018. Theo đó, hội nghị sẽ được thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng phóng sự, thiết kế mẫu mã bao bì, logo, tem nhãn túi đựng, thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu nhãn chín muộn Đại Thành, thu hút các tổ chức kinh doanh đưa sản phẩm nhãn chín muộn vào chuỗi siêu thị, nhà hàng, thu hút các tổ chức nhân dân bán lẻ tại thị trường Hà Nội. Sáng ngày 6 tháng 8, huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 30 CTTU của Bộ Chính trị khóa 8 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 1998-2018. Những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ đảng viên, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên, đã góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật, hương ước quy ước, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Việc thực hiện quy chế dân chủ đã thực sự trở thành động lực cho quá trình phát triển toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó trưởng Ban Dân vận thành phố, đề nghị huyện Quốc Oai tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ, luôn gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực thực hành dân chủ và chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Tại hội nghị, huyện ủy Quốc Oai khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong 20 năm thực hiện chỉ thị 30.
Sáng ngày 11 tháng 8, Huyện ủy Quốc Oai đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho các đồng chí đảng viên Đảng bộ quân sự huyện, Đảng bộ khối doanh nghiệp và đảng viên các chi bộ trực thuộc huyện ủy. Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe đồng chí Lê Văn Thanh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, báo cáo viên thành phố trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết lần thứ 7, gồm nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 26 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Qua hội nghị, giúp đảng viên các đảng bộ chi bộ trực thuộc huyện ủy nắm vững, hiểu sâu các nội dung trong nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021. Tại các lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề liên quan trực tiếp đến các hoạt động của người đại biểu dân cử như chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các ban hội đồng dân huyện, xã, thị trấn và của tổ đại biểu hội đồng dân huyện, một số kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và hội đồng dân huyện, xã, thị trấn như tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn thư, chất vấn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, vai trò trách nhiệm của đại biểu hội đồng nhân dân cùng với những phần thảo luận sinh động liên quan trực tiếp đến hoạt động thẩm tra, giám sát về ngân sách địa phương, bảo vệ môi trường và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và cử tri trên địa bàn. Qua đó giúp các đại biểu Hội đồng Nhân dân nhận thức sâu hơn, nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương, có thêm những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn hoạt động. Sáng ngày 8 tháng 8, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8, thực hiện các chính sách cứu trợ hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng, phải đảm bảo mục tiêu là phát hết hàng cứu trợ đúng đối tượng, trao trực tiếp và công khai. Chủ động công tác vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra, rà soát các công trình đê điều, công trình chống lũ, tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, tham mưu phương án hỗ trợ nhân dân tiếp tục sản xuất sau ngập úng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Xác định các nguồn thu, cân đối nguồn thu, đảm bảo thu ngân sách năm 2018. Tăng cường công tác quản lý đất công gắn với xử lý vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lưu ý phải tập trung chỉ đạo toàn diện năm học 2018-2019, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác cải cách hành chính và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện triển khai các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, công tác chuẩn bị đầu tư công năm 2019 và quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể trên một số lĩnh vực. Chiều ngày 10 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý một số phòng ban của huyện và các trường học trên địa bàn. Ngày 8 tháng 8 năm 2018, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã ký các quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý một số phòng ban của huyện và các trường học trên địa bàn. Theo đó, đồng chí Nguyễn Trung Thành, trưởng phòng nội vụ huyện được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai, thời hạn 5 năm kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018. Đồng chí Vũ Danh Định, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng các trường trung học cơ sở Kiều Phú, Đông Yên, Đại Thành, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, trường tiểu học Hòa Thạch A và trường mầm non Ngọc Mỹ, Tân Hòa, Tân Phú. Đồng thời, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trường tiểu học Liệp Tuyết và các trường mầm non Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Yên Sơn. Các đồng chí lãnh đạo huyện tin tưởng trên cương vị công tác mới,
Các đồng chí được bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác, nhiệt huyết và trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh. Căn cứ quyết định số 3406 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban dân quận huyện thị xã tại thành phố Hà Nội, chiều ngày 8 tháng 10, Ủy ban dân huyện Quốc Oai công bố quyết định thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện. Theo quyết định, việc thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trên cơ sở tổ chức lại đội thanh tra xây dựng quận huyện thị xã thuộc thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018. Hội nghị đã thông qua quyết định thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Quốc Oai trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, giữ chức vụ đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Quốc Oai. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Quốc Oai được thành lập gồm 17 cán bộ công chức và lao động hợp đồng. Đội có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị, được trang bị phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo quản lý của Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện có nhiệm vụ lập chương trình kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, đồng thời thực hiện kế hoạch kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền. Chiều ngày 9 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Giải Sơn. Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, một số phòng ban chuyên môn, đại diện lãnh đạo xã Giải Sơn và đơn vị tư vấn. Tham gia hội nghị có đồng chí Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn, đại diện lãnh đạo xã Giải Sơn và đơn vị tư vấn. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày sơ bộ nội dung thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Giải Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Qua đó thấy rõ mục tiêu của đồ án nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các đồ án quy hoạch cấp trên khác được duyệt. Trên cơ sở thuyết trình của đơn vị tư vấn, ý kiến phát biểu của các ngành chức năng huyện và xã Giải Sơn, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, tổ công tác giả soát và thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn huyện phải bám sát tính pháp lý của đồ án quy hoạch, đánh giá thực trạng các quy hoạch hiện có trên địa bàn xã, hiện trạng sử dụng đất, công trình công cộng, xác định các ô chức năng phải quy hoạch, dự báo quy mô dân số và phân kỳ đầu tư theo quy hoạch. Tất cả các công trình công cộng phải đảm bảo quy chuẩn để khi đồ án điều chỉnh được phê duyệt đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong xã. Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2018, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện chủ trì hội nghị thông qua quy chế hỗ trợ xây dựng vườn đường hoa cây xanh tại các tuyến đường các điểm dân cư trên địa bàn huyện. Theo dự thảo kế hoạch, mục đích của việc trồng hoa trên địa bàn các xã thị trấn là để tạo cảnh quan trên địa bàn xanh sạch đẹp, tạo thành tuyến đường phố nở hoa, phấn đấu đưa huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị, tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện đóng góp công góp sức với phương châm mỗi gia đình, mỗi tổ chức cá nhân góp công sức trồng một cây xanh, tạo một bông hoa, cả huyện là một vườn hoa đẹp. Để phong trào được triển khai rộng rãi, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa lớn, vững chắc, làm thay đổi diện mạo của làng quê nông thôn mới. Mỗi thôn tổ dân phố lựa chọn tối thiểu một tuyến đường phù hợp, tổ chức trồng hoa trên cơ sở, không xây thêm bờ cao bên lề đường, làm ảnh hưởng đến tiêu thoát nước mặt đường và an toàn của người tham gia giao thông, không làm ảnh hưởng đến kết cấu giao thông. Việc trồng hoa cây xanh đảm bảo kịp thời, đồng bộ trước ngày 30 tháng 9, hoàn thành cơ bản việc trồng hoa cây xanh trên các tuyến đường.
Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Sở Tài chính thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2018 cho trên 250 đại biểu là chủ tài khoản và kế toán các cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát về những điểm mới của luật quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, như giới thiệu tổng quát về hệ thống pháp luật về quản lý tài sản công, quyền và nghĩa vụ trong quản lý tài sản công, hệ thống tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công, chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan đảng và tổ chức chế độ quản lý sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, những điểm đổi mới trong mua sắm tài sản công. Bên cạnh đó, đồng chí giảng viên cũng đã giải đáp các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công, chế độ quản lý sử dụng mua sắm tài sản công. Trong tuần, đoàn giám sát của huyện do đồng chí Nguyễn Tiến Quý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện đã về giám sát việc thực hiện tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn xã Phương Cách và xã Thạch Thán. Qua kiểm tra cho thấy, các xã Phượng Cách và Thạch Thán đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn với 5 tiêu chí về chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự nông thôn, xây dựng mỹ quan các tuyến đường kiểu mẫu, nếp sống văn minh đô thị, nông thôn, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, một số tuyến đường còn thiếu hệ thống đèn chiếu sáng, dây cáp ngầm, vỉa hè hẹp và vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường. Sau khi khảo sát thực tế, đoàn giám sát của huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tuyên truyền sâu rộng trong khu dân cư nhằm mục đích xã hội hóa toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ giữ gìn các tuyến đường kiểu mẫu. Đối với những tiêu chí chưa đạt, cần tập trung các nguồn lực và có phương án thực hiện để hoàn thiện các tiêu chí tuyến đường kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Thực hiện kế hoạch khuyến nông năm 2018 của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, sáng ngày 7 tháng 8, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Yên, trạm khuyến nông huyện Quốc Oai tổ chức cấp bò giống sinh sản cho các hộ nông dân trên địa bàn xã Đông Yên. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2018-2019 được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ 100% con giống và 30% thức ăn tinh, tương đương 30kg thức ăn trên con. Đông Yên là vùng bán sơn địa của huyện, có địa hình rộng, rất thích hợp với chăn nuôi gia súc. Vì vậy, trạm khuyến nông huyện Quốc Oai đã khảo sát lựa chọn địa phương làm mô hình với 20 hộ nông dân tham gia. Tại buổi cấp giống, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã bàn giao 20 con bò giống sinh sản cho 20 hộ nông dân trên địa bàn xã. Giống bò được lấy từ công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội, có độ tuổi từ 10 đến 12 tháng. Qua kiểm tra đánh giá, bò giống khỏe mạnh, đồng đều, đảm bảo trọng lượng 180kg trên một con. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản là mô hình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ trao cho người nông dân tài sản mà còn là phương tiện để chăn nuôi, qua đó giúp họ yên tâm sản xuất, tăng thu nhập kinh tế gia đình và giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão trên địa bàn huyện Quốc Oai có mưa vừa, mưa to và dông, gây ngập úng một số xã trong huyện, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn ba xã Liệp Tuyết, Phú Cát và Cần Hữu. Huyện Quốc Oai đã triển khai nhiều biện pháp để khắc phục hậu quả sau ngập úng, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Với lượng mưa từ ngày 21 tháng 7 đến 14 giờ ngày 31 tháng 7 là 672mm, kết hợp với nước thượng nguồn đổ về, tại thời điểm cao nhất, mực nước sông Tích đo được ở Quốc Oai là 8,6m, vượt báo động số 3 là 60cm, vượt đỉnh lũ năm 2008 là 0,3m. Ba vùng dân cư bị cô lập do ngập nước, với tổng số 528 hộ và 2.238 nhân khẩu. Bị ngập úng khoảng 3.200 hecta lúa, cây màu, diện tích nuôi trồng thủy sản và vật nuôi. Trong đó có 870 hecta lúa bị ngập trắng, không có thiệt hại về người. Mưa lũ cũng đã làm tràn toàn bộ các tuyến đê bao, đê bối, vùng khu vực sông Tích. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện phải xử lý 2 sự cố về đê điều, đảm bảo an toàn. Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, huyện Quốc Oai đã tuân thủ các phương án đã chuẩn bị từ trước và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng chống thiên tai lụt bão úng năm 2018, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Bám sát vào cái chỉ đạo của thành phố trong cái phương án điều hành chống ngập úng của thành phố. Và kết quả thì cũng đã
giảm thiểu được thấp nhất cái thiệt hại do mưa lũ và không có thiệt hại về người. Đấy, và huyện cũng đã chủ động để các cái phương án phòng chống ngập lụt trong cái thời gian vừa qua. Đấy, thế và hiện nay thì đến thời điểm hiện nay thì cái mực nước sông Tích trên địa bàn huyện vẫn là mức báo động 2. Đấy, và còn khoảng 145 hộ thì hiện nay vẫn là trong cái tình trạng ngập lụt. Đấy, và khoảng theo đánh giá ban đầu ấy, thì khoảng cỡ hơn 800 hecta lúa đã bị mất trắng. Đấy, 58 cái trang trại thì bị ảnh hưởng và 33.000 cái con gia cầm thì cũng đã bị ảnh hưởng và bị thiệt hại. 400 hecta cái nuôi trồng thủy sản thì cũng đã bị mất trắng. Đấy, thì do vậy thì ủy ban huyện cũng đang tập trung chỉ đạo và nước hiện nay thì đã dự báo thì đang sẽ rút nhanh. Thế do vậy là ủy ban huyện sẽ tập trung và chỉ đạo vào một số cái giải pháp sau. Thứ nhất ý, là số 1 phải tập trung vào để sớm cái ổn định cái đời sống nhân dân tại vùng ngập lụt mà khi nước rút. Đấy, trong đó phải tập trung chính vào cái là phải tổng vệ sinh toàn bộ cái môi trường. Đấy, không để phát sinh cái dịch bệnh. Cái thứ hai nữa là phải khắc phục ngay cái hạ tầng về kỹ thuật để đảm bảo các cái điều kiện về nước sạch, về điện, thế rồi là các cái điều kiện sinh hoạt tối thiểu khác của nhân dân trong cái vùng ngập lụt mà hiện nay nước đã rút để khắc phục sớm, đấy, để đảm bảo cái điều kiện sinh hoạt cho nhân dân. Cái thứ ba nữa là phải tập trung vào cái việc chuẩn bị cho các cái con em chúng ta đã đến cái thời điểm là một số khối học, cấp học cũng đã bắt đầu vào cái năm học mới, chuẩn bị cho năm học mới thì sớm ổn định để coi như các cái con cháu chúng ta sẽ đến trường cho nó đúng cái thời gian theo cái quy định và điều kiện tốt nhất để bước vào năm học mới. Đấy, thế và tiếp theo nữa là sẽ đang chỉ đạo các phòng ban chức năng của huyện là phải tập trung để xây dựng cái phương án để khôi phục cái sản xuất. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã ban hành 12 lệnh báo động, trong đó có 4 lệnh báo động lũ và 2 lệnh rút báo động lũ trên sông Tích, 3 lệnh báo động lũ và 3 lệnh rút báo động lũ trên sông Đáy. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 3 công điện để chỉ đạo các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các cơ quan ban ngành đoàn thể về vị trí được phân công để thực hiện sự chỉ đạo của thành phố và Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện các phương án ứng phó với bão, ngập úng, yêu cầu tổ chức trực để xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, thường trực 24/24 giờ tại cơ quan đơn vị các xã thị trấn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã chỉ đạo vận hành tối đa các trạm bơm tiêu trên địa bàn, gồm trạm bơm Cấn Hạ, trạm bơm Trại Do, trạm bơm Cộng Hòa, trạm bơm Đông Yên và các trạm bơm tiêu khác. Chỉ đạo các xã hỗ trợ về người và phương tiện để xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai thực hiện việc khoanh vùng tiêu kiệt nước trong đồng đang bị ngập úng. Khẩn trương khắc phục, phục hồi sản xuất, tổng vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư, trường học, trạm y tế bị ngập nước. Quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện huy động toàn bộ lực lượng canh đê của các xã ven sông Tích, sông Đáy, trực 24/24 giờ để kiểm tra xử lý tình huống xảy ra. Đồng thời huy động gần 700 quân nhân đóng trên địa bàn, hỗ trợ nhân dân các xã Đông Yên, Hòa Thạch, Ngọc Liệp thực hiện đắp đê chống tràn, xử lý sự cố, huy động hơn 100 dân quân tự vệ các xã hỗ trợ Đông Yên chống tràn tuyến đê Đồng Lọng. Ngoài ra các xã cũng đã huy động gần 5.000 lượt người dân, nhiều phương tiện máy móc và hơn 31.000 bao tải đất, 1.200 mét khối đất tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai. Để đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng ngập úng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho các hộ dân vùng ngập úng, ổn định cuộc sống, không để người dân bị đói khát. Đến ngày 9 tháng 8 năm 2018, toàn huyện đã tiếp nhận được các nguồn hỗ trợ từ các sở ban ngành của thành phố và các tổ chức cá nhân, các chức sắc tôn giáo, hỗ trợ các hộ bị ngập úng với tổng số tiền trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Hàng nghìn thùng nước, thùng mì tôm và nhiều vật phẩm thiết yếu đồ dùng khác. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 477 triệu đồng, Liên đoàn Lao động thành phố ủng hộ 50 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ủng hộ 40 triệu đồng, Hội Nông dân thành phố ủng hộ 30 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội hỗ trợ số tiền 51,5 triệu đồng, Cụm thi đua số 8 Công an thành phố Hà Nội ủng hộ 67 triệu đồng, Sở Giáo dục Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục ủng hộ 200 triệu đồng. Các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo tham gia ủng hộ được số tiền trên 100 triệu đồng.
và nhiều thùng nước mì tôm. Sở Công Thương Hà Nội hỗ trợ 14.200 kg gạo, 1.420 bình nước uống tinh khiết, 710 gói mì chính và 1.420 gói bột canh. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội hỗ trợ 200 triệu đồng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quốc Oai và Tăng ni Phật tử tỉnh Phú Thọ trao tặng hơn 15 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Công an quận Hà Đông hỗ trợ 23 triệu đồng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quốc Oai trao tặng 17 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã trích kinh phí hơn 95 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của huyện để hỗ trợ cho 596 hộ gia đình của 3 xã Cấn Hữu, Phú Cát và Liệp Tuyết. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn trích kinh phí của địa phương để ủng hộ cho các hộ dân bị ngập úng. Đặc biệt, trong ngày 6 tháng 8, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức phát động đợt ủng hộ nhân dân trong huyện bị ngập úng do mưa lũ gây ra. Kết quả ngay trong ngày đầu phát động đã có hơn 300 cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động và 18 doanh nghiệp tham gia ủng hộ nhân dân bị ngập úng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra với tổng số tiền ủng hộ được là trên 756 triệu đồng, 10 tấn gạo. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận các nguồn ủng hộ nhân dân vùng bị ngập úng trên địa bàn huyện. Nếu nói về thiệt hại về sản xuất thì coi như là địa phương xã Tuyết Nghĩa là hầu như là mất trắng toàn bộ về kết quả về sản xuất nông nghiệp. Kể cả trong đó có trồng trọt và nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả tập trung cũng như phân tán. Thế còn một số xưởng gỗ ở ven làng là bị ngập không hoạt động sản xuất được. Đối với các hộ nhân dân thì nhiều hộ là ảnh hưởng đến cái quá trình sinh sống, song do cái sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố, huyện đã rất quan tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà trong những cái lúc khó khăn. Chính vì vậy cho nên là cái vật chất, tinh thần của nhân dân rất là yên tâm và đảm bảo được cuộc sống. Mức nước này thì so với cách đây hàng chục năm thì năm nay là đỉnh điểm nhất so với hàng năm. Cho con bây giờ đi lại nông thôn thì nói chung là được sự quan tâm của huyện cho các đồng chí chỉ huy quân đội về phủ Cà Lô, nhưng vướng độ đi lại dân trí và các cháu học sinh đi lại rất khó khăn. Vậy thì mong tất cả các ban ngành sẽ tạo điều kiện hàng năm bớt cái khổ cho dân trí ở đây, thì là đề nghị xây đổ làm con đường cho xóm. Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho nhân dân vùng ngập úng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã cấp cho 5 xã là Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Phú Cát và Hòa Thạch gần 10.000 lọ thuốc nhỏ mắt, nước ăn chân và nhiều kg thuốc khử trùng, phèn chua để tiêu độc môi trường. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã phối hợp với các xã vùng bị ngập úng tổ chức tổng vệ sinh môi trường, vớt được hơn 2.000 tấn rác thải đổ về đúng nơi quy định. Trực tiếp về làm việc và kiểm tra tại huyện Quốc Oai về công tác phòng chống khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, đồng chí Nguyễn Văn Xỉu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đánh giá cao công tác chủ động phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống của huyện Quốc Oai. Huyện đã chủ động thực hiện tốt phương châm 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ và 5 không, gồm không để dân đói, dân khát, dân đuối nước, dịch bệnh và điện giật. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị huyện Quốc Oai sau ngập úng cần tập trung chỉ đạo các ngành đoàn thể làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân và phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Hiện nay mực nước sông Tích đang xuống, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm việc tuần tra, kiểm tra hệ thống đê điều, cống dưới đê, các công trình thủy lợi để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Khi nước rút, phải thực hiện nghiêm túc phương án vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được phê duyệt, đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh. Kiểm tra và tu bổ hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước cho các hộ dân, xây dựng phương án đề xuất chính sách hỗ trợ, triển khai các nhiệm vụ khôi phục sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.